Trước năm 1975, Côn Đảo được biết đến là nhà tù lớn nhất Đông Dương. Đây là nơi giam giữ các đảng viên, chiến sĩ cách mạng và sĩ phu ưu nước. Thế nhưng bất chấp đòn roi, bất chấp sự tra tấn dã man, những người tù chính trị vẫn dũng cảm đương đầu, để lại bài học và ý chí về niềm tin tuyệt đối vào con đường mà đảng đã lựa chọn. Những bức tường này chính là nỗi ám ảnh của tù nhân tại Côn Đảo. Bởi ở đây, rất nhiều hình thức tra tấn dã man mà chẳng cần dùng đến đòn roi. Trong đó có chuồng cọp, nơi khắc nghiệt nhất trên hòn đảo này. Mùa nắng nóng thì địch sẽ giam từ 8 đến 10 người. Đồng thời phía bên trên, địch cho bố trí sẵn những khạp vôi, khạp nước này. Mùa nắng nóng, địch rải phô bột, sau đó dội nước xuống. Khi mà vôi gặp nước mà sôi lên, sẽ làm cho da thịt người tù bị lở loét và bỏng rợn. Nhà tù Phú Hải là nhà tù cổ nhất được xây dựng tại Côn Đảo. Nơi đây tiêu biểu cho hệ thống kiến trúc nhà tù của thực dân Pháp. Tại nhà tù Phú Hải này đã giam giữ rất nhiều đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của đảng và nhà nước ta. Trải qua hai cuộc kháng chiến, rất nhiều cái tên đã đi vào lịch sử dân tộc như Phan Chu Trinh, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Ngô Gia Tự. Càng tra tấn, ý chí của các đảng viên kiên trung càng được tôi luyện. Với những tù chính trị này, ngày trở về chỉ là một giấc mơ. Đài Côn Đảo là 200.000 lượt tù nhân. Và lúc mà cao điểm nhất thì nhà tù Côn Đảo có thể giam giữ đến 12.000 người và đã có khoảng 20.000 người đã yên nghỉ tại nơi đây. Nỗi đau thể xác không thể lay chuyển được ý chí sắt đá. Giữa một nơi được xem là địa ngục trần gian, chỉ sinh hoạt chi bộ chỉ được duy trì. Bởi cho các anh, để giải phóng dân tộc, chỉ có con đường duy nhất là đi theo đảng. Mình được như ngày hôm nay là công ơn của những người đổ máu vì hy sinh vì đất nước mình rất là to lớn. Sau ngày được nước hòa bình, có người được trở về đất liền. Thế nhưng cũng không ít người đã mãi mãi nằm lại nơi đất đảo. Ý chí kiên trung và cả sự hy sinh anh dũng đó chính là tấm gương sáng ngời cho bao lớp thế hệ đảng viên hôm nay học tập và noi theo.